Bữa nay gia đình mình đi tắm nước nóng nè. Cái này là nước vừa nửa nước biển mà vừa nửa nước khoáng. Cái này chỗ này nó gọi là cái này giống như hình thức quảng cáo cho người ta vậy ta. GOC Thermal Sea Bath là tức là nước biển và nước hot spring, nước natural. Cái bằng cái gì? Nước khoáng. Nước khoáng đúng rồi. Phân nửa nước biển, phân nửa nước khoáng. Bữa nay thấy thấy bốc khói à. Núi tuyết qua bên kia uống quả sai quá, người ta xỉn quá, người ta quậy rồi sao? Ở bên kia là có núi tuyết nè. Ủa, ngoài kia là biển. Đó, khi mà nước này là nó tràn ra, khi mà nước này nó tràn ra thì nó lại cho xuống dưới biển thôi. Đó, ngoài kia là biển cả. Thành ra trước khi xuống dưới hồ này nó bắt mình phải đi tắm cho thiệt là sạch sẽ rồi mình mới.